Nóng, MU chú ý, De Ligt đã chơi trận cuối cùng cho Ajax. Matip De Ligt đang nổi lên là một trung vệ tài năng khi mới 19 tuổi. Trong hành trình lọt tới bán kết UEFA Champions League mùa này, Ajax đã lần lượt đánh bại nhiều đội bóng lớn nhờ khả năng phòng ngự rất tốt của Matip De Ligt. Với những gì đã thể hiện, Matip De Ligt nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có Manchester United lẫn Arsenal. Đích thân giám đốc điều hành Ajax Edwin van der Sar thừa nhận Matip De Ligt sẽ rời đội bóng mùa hè năm nay. Chia sẻ sau thất bại trước Tottenham, người cũ Manchester khẳng định Matip De Ligt đã chơi những trận đấu cuối cùng cho Ajax, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp phát triển hơn nữa. Cậu ấy đã ở đây từ khi còn nhỏ và sẽ kết thúc ở một câu lạc bộ lớn. Khi được hỏi liệu Matip De Ligt sẽ đến bên đỗ nào, Edwin van der Sar nhận định, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tới Anh hoặc Tây Ban Nha. Edwin van der Sar có sự liên hệ chặt chẽ với Manchester United và nhiều đồn tin cho rằng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sẽ nhờ vào mối quan hệ này để thuyết phục Ajax nhả Matip De Ligt. Đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực gia cố hàng thủ và Matip De Ligt chính là một trong những mục tiêu muốn sở hữu. Mục tiêu của Manchester United đã tới rất gần Napoli. Cầu thủ chạy cánh của Tottenham đã tiến rất gần đến đội bóng nước Ý. Kênh phát thanh chính thức của Napoli khẳng định hậu vệ phải Kylian Trippier của đội bóng nước Anh đang tiến rất gần về việc gia hạn hợp đồng với chủ sân Sao Paulo. Theo Walter De Mario, giám đốc của đài, Trippier có thể sớm gia nhập đội bóng miền Nam nước Ý bất chấp sự quan tâm từ Juventus. Cả Napoli và Juventus đều quan tâm tới Trippier, ông chia sẻ. Cầu thủ người Anh rất mạnh trong khâu phòng thủ, thậm chí còn chơi tốt hơn cả Mandini hay Cafu. Napoli đã tiến rất gần tới việc đạt được thỏa thuận với cầu thủ này. Năm nay 28 tuổi, anh đã có 16 lần khoác áo tam sư và thành viên của Tottenham Hotspur, vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League sau thắng lợi 3-2 trước Ajax Amsterdam. Manchester United được cho cũng dành sự quan tâm rất lớn cho Trippier nhằm thay thế hậu vệ Antonio Valencia sẽ chia tay đội bóng sau khi mùa giải này khép lại. Carlo Ancelotti, huấn luyện viên của câu lạc bộ Napoli, từng muốn có cả bộ đôi Kylian Trippier và Irving Lozano. Tuy nhiên, đội bóng miền Nam nước Ý đã rút lui ở trường hợp cầu thủ người Mexico vì giá cao, đồng thời e ngại chấn thương của anh. Giờ đây, Napoli đang quyết tâm có được Trippier. Việc được dự Champions League sẽ tạo ra một lợi thế lớn so với Manchester United để có thể lôi kéo cầu thủ 28 tuổi gia nhập sân San Paolo. Để Neymar ra đi, Paris Saint-Germain gia nhập biệt đội giải cứu sao Real. Tiền đạo người Brazil đang đứng trước viễn cảnh phải rời nước Pháp ngay phiên chợ hè 2019. Ở mùa giải năm nay, những chấn thương dai dẳng khiến Neymar không thể đóng góp được nhiều vào thành tích chung của Paris Saint-Germain. Đến tới thời điểm hiện tại, cầu thủ Barcelona mới chỉ ra sân tổng cộng 27 lần, ghi được 22 bàn và 12 kiến tạo. Dường như đã hết hy vọng với ngôi sao sinh năm 1992, đồng thời đang lo e ngại sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng 2019. Bất kỳ lời đề nghị nào trị giá 300 triệu bảng cũng có thể đưa Neymar rời sân công viên các hoạt nữ. Theo tiết lộ của BILD, đội bóng Lake One đã tính tới phương án thay tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Santos bằng James Rodriguez, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid, nhiều khả năng sẽ rời Bayern Munich sau mùa 2018-2019 khi hết hợp đồng cho mượn từ Rod Barco. Tuy nhiên, tương lai của tiền vệ người Colombia đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ngoài PSG, Arsenal cũng đánh tiếng muốn có được phục vụ của anh. Trong một diễn biến khác, thỏa thuận lạ trong hợp đồng giữa Neymar và PSG đang mang đến tin vui cho các đội bóng. Theo đuổi anh, nếu thi đấu đủ 3 mùa giải cho câu lạc bộ nước Pháp, cầu thủ 26 tuổi có thể tự do ra đi và các đối tác phải chi 145 triệu bảng để có được chân sút người Brazil.